Chào các bạn, mình là khoa học gia Thị Trinh Nguyễn đến từ Chicago, Illinois. Hôm nay là Thị Trinh làm trễ chút xíu, bởi thứ bảy mình có chút xíu công việc. Hiện giờ là 10 giờ rưỡi ở tại Chicago. 10 giờ rưỡi tại Chicago có nghĩa là mấy giờ ta? 4 giờ rưỡi ở tại Anh Quốc. Rồi từ Anh Quốc các bạn có thể chia ra những cái giờ của các bạn ở những cái vòng quanh đó. Ok. Trước khi bắt đầu thì Trinh sẽ có một số câu hỏi để trả lời trước cho các anh chị, bởi vì rất nhiều câu hỏi để thì Trinh trả lời cho các anh chị ha. Thứ nhất là đầu tiên, wow, dĩ nhiên và mình muốn nói là gửi lời chào đến tất cả các anh chị buổi tối tại Việt Nam. Hello Ngọc, hello Cưng. Gửi các anh chị tại Việt Nam là buổi tối, giờ này chắc chưa đi ngủ ha. Hơi đặc biệt, 10 giờ rưỡi tối, 11 giờ rưỡi tối Việt Nam rồi, cho bạn nửa tiếng coi như ngoại lệ bữa nay đi. Ok. Châu Âu 11 giờ đêm rồi đó, cho nên Trinh sẽ làm lẻ cho các anh chị đi ngủ, bởi không được thức khuya. Ok, lâu lâu ngoại lệ chút xíu thì cười. Ok, đời cho Việt Nam. Wow, 25 ngày. Ok, và thì Trinh đã làm live với các bạn 25 ngày, và cái niềm quý nhất của mình là đã quen biết được rất nhiều bạn bè khắp mọi nơi, hoàn toàn không biết mặt nhưng mà giống như là người rất là thân. Ok, đó là một niềm vui mà mình chưa bao giờ có. Ok, và mình sẽ kết thúc vào ngày 28 thì chia sẻ một công thức rất đặc biệt cho các anh chị. Mấy hôm nay mình mất ngủ để suy nghĩ, nhưng mà để đi tìm bây giờ cho nên phải đi ra ngoài. Hôm nay mình sẽ đi chợ, mình sẽ tìm để mình, nếu mình rảnh, không biết là không hứa, mình sẽ thâu like cho anh chị chợ mình đi như thế nào. Đó là một việc. 28 ngày. Ok, và những 28 ngày xong thì chúng ta vẫn tiếp tục cái chương trình này, và thì Trinh sẽ có một tuần like một lần cho các anh chị, và sẽ có một tuần sẽ có hai cái chương trình cho các anh chị, một cho ở châu Âu, một cho Mỹ và Việt Nam. Tại vì Mỹ Việt Nam thì khác giờ thôi, là câu hỏi và trả lời về sanh lên bệnh xuống. Ok, tức là cho anh chị dùng rồi một tuần các chị có thể, tại vì thì Trinh có tổng cộng khoảng 10 công thức đó. Ok, và mình đã nhận rất nhiều tin vô, cho nên thì Trinh sẽ có một cái buổi live trực tiếp thì Trinh để cho các anh chị có thể hỏi và trả lời. Ok, các chị đặt những câu hỏi chung với nhau, các chị hỏi riêng mình sẽ không đủ thời gian để trả lời đâu, bởi vì mình còn rất nhiều công việc khác, mình còn có giữ những cái dự án khác thì Trinh sẽ làm. Ok, và mình sẽ có một cái chương trình giảm cân. Ok, giảm cân với các bạn, cùng giảm cân chung với mình. Ok, dĩ nhiên thì Trinh đã có cân, mình sẽ giúp các chị giảm cân, mình sẽ có cái tầng thanh lọc gan, mình sẽ có một cái tầng cùng nhau thanh lọc thận, có nghĩa là đẩy chất sạn, chất dơ trong thận mình ra, bởi chúng ta đều có hết, và chúng ta sẽ có những đó. Và các chị, hello chị Dung, I miss you. Ok, trên thì Trinh sẽ có một tầng chúng ta cùng nhau thanh lọc cái thận, cái mật, và chúng ta xem nước tiểu mình như thế nào. Alright, cho mình sẽ làm những chương trình đó cho các bạn. Đó là một việc. Trên thì Trinh sẽ có live một tuần một lần cho các anh chị, mình chưa quyết định ngày. Alright, mình sẽ có hai cái live, một cái cho châu Âu, một cái cho châu Mỹ và Việt Nam chung, để các anh chị có thể hỏi thì Trinh. Ok, mục đích mình là tiếp tục cho cái làn sóng xanh này sẽ lan tỏa sắp năm châu. Ok, đó là cái mục đích của Thị Trinh cho 2017 trở đi, và mục đích của Thị Trinh là cho các anh chị không còn phải trong nhà, sẽ không còn bất cứ một viên thuốc nào hết, aspirin, Tylenol, hay bất cứ thuốc chữa bệnh gì là phải dẹp hết ra ngoài vụt thùng rác hết. Nói kiểu này chắc chắn là mấy cái hãng dược hay là tụi mấy cái người bán thuốc tây chắc nó trùm ba bố, nó quánh mình quá. Không kệ, nó quánh mình thì kệ. Ok, nhưng mà chắc quánh không được đâu, tại vì các bạn sẽ là người tới bên mình đúng không? Cái mấy cái hãng dược ở Mỹ thì chắc chắn là không ai quánh mình rồi, bởi vì nó tự do. Nhưng mà Việt Nam chắc nó quánh phù mỏ quá. Ok, bởi Việt Nam vẫn còn có là muốn cho người ta bệnh để người ta uống thuốc để cứ mình có tiền. Ok, đó là một trong cái thực trạng của Việt Nam. Ok, trên bác sĩ giỏi tương lai sẽ, nếu một bác sĩ mà có dụng từ một bác sĩ mà làn sóng xanh, yes, làn sóng xanh lên hình, bà con ơi, vui quá. Ok, cho các bạn share nha, share ra cho mọi người, follow thì Trinh, các anh chị share ra dẫn tới mọi người cho mọi người đều thấy. Bởi vì các anh chị tin mình, nếu các anh chị tin mình sẽ giúp các anh chị chữa hết tất cả những bệnh gan các anh chị đang có. Mình sẽ giúp các anh chị sẽ tất cả những cái bệnh dậy nến, bệnh chàm, bệnh ngứa gì mình sẽ giúp hết cho các anh chị, với điều kiện các anh chị đi theo đúng cái chương trình của mình. Còn nếu các anh chị làm sai mình không giúp được đâu. Alright. Ha. Alright, hello Phương. Ok. Mình nói gì quên rồi. Cho nên chắc chắn ở Việt Nam thì mình vẫn còn thấy là
Bác sĩ vẫn tiếp tục dĩ nhiên nói thì đụng chạm, mình vẫn thấy là chúng ta vẫn còn cái lợi nhuận ở trong đó, tức là để cho họ kéo dài cái bệnh để bán thuốc. Ok, mình sorry, mình thì hơi nói thẳng nhưng mà thằng Đông là nó là như vậy. Ok, chừng có nhiều cái cho nên hãy lấy thức ăn làm thuốc và thuốc là thức ăn. Ok, cho nên nếu mà chế độ ăn uống mà đúng thì các bạn sẽ không cần tới thuốc. Và nếu chế độ ăn uống mà sai thì thuốc nó xong kết quả. Còn nếu chế độ ăn uống mà đúng thì chúng ta sẽ không bao giờ cần tới thuốc. Ok, đó là như vậy. Alright, rồi để trả lời các anh chị nào. Một việc đầu tiên, những anh chị nào mà có những việc khẩn về gia đình có vấn đề, ok, thế là tai mặt máu mũ gì không mà biết, thì Trinh sẵn sàng giúp. Nhưng các anh chị phải nhắn tin cho mình, nếu thì Trinh không trả lời thì các anh chị phải nhắn lại. Bởi vì có nhiều thông tin thì Trinh không đủ thời gian để trả lời hết. Rất nhiều, một ngày ôm cái phone với ôm cái điện thoại là không có thời gian để ăn luôn. Ok, để trả lời cho các anh chị, cho nên mình không ngờ là nó quá nhiều như vậy. Và các anh chị lại có nhiều kết quả thì Trinh vẫn chưa có post lên. Một số anh chị gửi thông tin về kết quả, mình chưa có tiền mãn kinh, tự nhiên bây giờ bị hot hot flash vân vân, mình ok, cho nên mình chưa có rảnh để mà share những thông tin lên cho các bạn. Ok, cho nếu các bạn có thì các bạn có nói với mình. Dĩ nhiên không phải là cái nào thì Trinh cũng giúp được hết, có những cái bệnh là cần phải có sự can thiệp của bác sĩ, chẳng hạn một số những cái bẩm sinh là Trinh không có giúp được. Ok, những cái bệnh tự miễn vân vân có những cái mình có thể giúp được, còn có một số khác thì mình chịu thua. Chị ốm quá không cần giảm cân đâu, giảm cân đâu, mình nói là mình không có giảm cân, giúp các bạn giảm cân. Còn bản thân thì Trinh là mình biết là mình cần giảm mỡ chứ không có giảm mỡ giảm cân. Trên thì Trinh mục đích là mình sẽ giảm đi 6 pound mỡ nội tạng nữa, thì Trinh vẫn còn bị dư 6 pound mỡ nội tạng nha. Anh chị nhớ biết mỡ nội tạng không, là cái mà vàng con gà mình lấy ra mà gần cái mề gà mà vàng gọi là mỡ nội tạng, nhìn ốm nhưng mà chúng ta vẫn có mỡ nội tạng. Ok, trên mục đích là mình giảm bớt nỗi nội tạng. Ok, để nói gì đó, có người nhắc là bị distract phân tâm cái quên nói cái gì rồi, nói tới đâu rồi coi nhắc mình coi. Để học qua đây xem à, không coi nữa, coi cái nhìn Facebook kia các bạn là bắt đầu quên nói gì à. Ok, tự nhiên quên nói gì rồi à, si đó. Bị lãng trí rồi đó. Ok, cho nên từ này bắt đầu lại đi, không nhớ nói gì nữa. Tự nhiên quên rồi. Ok, thôi không nói, không ngắt lại nữa. Cho nên chúng ta, cho nên mục đích thì Trinh là muốn các anh chị là sống khỏe, sống trẻ, sống đẹp. Ok, và nếu các anh chị làm đúng là các anh chị có thể trẻ được 10 tuổi. Ok, nói chuyện bình thường. Giúp chữa bệnh không, thì Trinh không giúp chữa bệnh, mà Trinh giúp ngăn ngừa bệnh thì Trinh sẽ không chữa bệnh cho các bạn. Ok, bởi vì chúng ta là người phòng bệnh. Phòng bệnh khi nào? Phòng bệnh khi mình chưa bệnh. Thì Trinh không có giỏi để chữa bệnh cho các anh chị đâu, mình chỉ giỏi giúp các anh chị phòng bệnh thôi. Vậy phòng bệnh dễ mà, cho nên mình giúp được. Còn chữa bệnh khó lắm mà không giúp được đâu. Ok, cho nên phòng bệnh mình sẵn sàng giúp các anh chị bởi vì nó dễ lắm. Alright, tại các bạn cho nó khó thôi. Các bạn đợi bệnh ngày qua coi trái táo mình không cắt riết, không còn gì để cắt hết á. Ok, rồi trả lời việc đầu tiên. Thứ hai, miễn phí các anh chị kết bạn với mình. Những cái yêu cầu sau đây thì Trinh sẽ nói chắc chắn, giống như mình nói là bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất, bệnh từ miệng vô, họa từ miệng ra. Đó là lý do tại sao ông chờ cho mình hai tay, hai chân, hai mũi, hai miệng, quên hận một miệng. Bởi vì không bao giờ cho mình hai cái miệng cả, bởi vì hai cái miệng chúng ta sẽ gây rối với xã hội, đúng không? Nói một câu này, nói một câu kia làm cho cả đống sẽ bị buồn và giận. Rồi có cái miệng này thôi thì thèm ăn cái này, thèm ăn cái kia, là đó là tại sao một. Ok, chứ cái gì một là nguy hiểm, nhớ chưa? Ok, cho nên một là nguy hiểm, hai mắt là tốt, cái miệng một cho nên nguy hiểm, cho nên trong người mình có cái gì một là nguy hiểm á. Ok, cho nên độc thân cũng là nguy hiểm luôn, bởi vì toàn thân có độc. Alright, nhớ câu đó ha. Kết bạn ở trên Facebook với thầy Trinh, thầy Trinh có những cái yêu cầu sau đây, mình rất là khó tánh. Ok, các anh chị cũng biết rồi. Thẳng như ruột ngựa. Ok, thích sao có sao nói vậy, sự thật mất lòng. Ok, thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Cho nên tất cả những rau xanh này rất là đắng, nhưng mà nó đắng nhưng mà nó là sự thật, nó là thuốc đắng nhưng mà nó sẽ giúp các anh chị. Việc đầu tiên khi các anh chị kết bạn với mình, bây giờ mình phải sàng lọc, bởi vì quá nhiều các bạn muốn kết bạn với mình thì Trinh sẵn sàng kết bạn với tất cả các anh chị, nhưng mà cái Facebook profile của anh chị phải có cái hình. Nếu anh chị mà muốn kết bạn với mình mà việc đầu tiên thì Trinh sẽ chọn là ai có cái hình mình sẽ click cho người đó, còn người nào không có hình thì Trinh sẽ không click.
Thứ hai, tức là người nào có cái hình thì Trinh sẽ bấm vô, thì Trinh sẽ coi người đó là ai và thì Trinh sẽ kết bạn, là việc đầu tiên. Thứ hai thì Trinh sẽ có không kết bạn với hình con chó, con mèo, con gà, con vịt. Nhớ nha, cho nên phải là hình của các anh chị thì Trinh sẽ chọn kết bạn như vậy. Sorry, bởi vì mình là người sao gọi là gì, người thật việc thật, không lý do gì phải sợ đúng không? Tại sao mà hình của mình không để mà để hình con mèo, con chuột, con heo, con chó? Chị Thinh không muốn chỉ con chó, con chuột, con heo, con gà. Ok, càng không có hình thì mình sẽ không kết bạn. Alright, cho nếu các anh chị muốn kết bạn với mình thì đổi cái hình đàng hoàng cho mình thấy, ok, mặt mày rồi lên cho đẹp đẽ đúng không? Ok, hình chính chủ, trên hình hình của chủ hộ của chính các bạn nha. Ok, cho nên thì Trinh sẽ chọn lọc, mình chỉ kết bạn, cho nên thì Trinh sẽ bắt đầu vô, bởi vì số lượng mình quá tải thì Trinh sẽ vô coi ai mà có hình con chó, con mèo, con bông gì đó thì Trinh sẽ remove ra, thì Trinh sẽ chọn những người nào có hình. Bởi vì giống như các anh chị thấy hình mình không nghiêm túc, nếu thì Trinh tưởng tượng thì Trinh để đó là một trái nho, một trái lựu thì các anh chị sẽ đâu có thích làm kết bạn với mình đúng không? Mà để nguyên cái mặt con heo, Trinh đang nói chuyện với heo hả, đâu phải. Cho nên đó là việc đầu tiên. Việc thứ hai thì Trinh sẽ trả lời câu hỏi cho ai có chủ từ và động từ, mình rất là khó. Thứ nhất, ai mà hỏi thì Trinh mà hỏi trỏng thì Trinh sẽ không trả lời. Sorry, có thể Trinh rất là khó, ok, nhưng mà mình rất muốn làm bạn, nhưng mà mình làm bạn với những người nào có tâm, có nghĩa là à chị ơi, à, chị có rảnh chỉ cho em cái này hay không. Còn thì Trinh thấy có nhiều người hỏi trỏng, ok, cái này hay lắm á, ok, cho mình biết cái này uống để làm gì vậy, thì những câu đó thì chị sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời của mình, ok. Bởi vì mình nghĩ cái nhân cách của con người bắt đầu bằng chủ từ và động từ, ok. Có hình mà chưa guess em sẽ kết bạn, ok. Cho nên nếu các anh chị mà không có chủ từ động từ thì sẽ không kết bạn với anh chị đâu, ok. Mình nhỏ tuổi, mình là sinh năm 1972, mình là Nhâm Tý, mình là con chuột. Nếu các anh chị lớn tuổi hơn mình cứ việc xưng hô với mình bằng thì trên, không cần phải kêu mình cái gì đó hoành tráng hay con gián, ok, kêu mình tên được rồi. Còn nếu lớn hơn thì xưng anh với mình, lớn hơn xưng chị, còn nhỏ hơn thì cứ kêu mình bằng chị, bằng em gì cũng được. Nhưng mà có chủ từ và động từ cho thì Trinh, ok. Còn không có chủ từ mình sẽ mạo danh cho ra ngoài gì cả nha, thật sự á, ok. Tại thì Trinh không có thích, và mình bị dị ứng, mình rất là khó, ai mà hỏi mình không có đầu tọa động bị tiểu đường chữa làm sao, hỏi kiểu đó trời ơi vô duyên quá, ok. Mình nghĩ cái đó là cái phẩm cách của con người, chúng ta cần phải hoành tráng như con gián, yes, ok, già như trái cà, hoành tráng như con gián ok. Cho nên đó là những yêu cầu của thầy Trinh muốn các anh chị, bởi vì mình nghĩ là trong Facebook là một cái môi trường chúng ta có thể kết bạn tốt, nhưng mà cũng là một môi trường chúng ta sẽ không quen được người tốt người xấu, nên là đủ thứ. Cho nên mình sẵn sàng kết bạn với tất cả những người nào có tấm lòng và có sự cho đi, ok. Đó là việc đầu tiên. Việc thứ hai Trinh sẽ trả lời cho các anh chị là không có gì thay thế được bằng bồ công anh, có nghĩa là công thức bồ công anh là bồ công anh, anh chị nhớ. Mà cũng không phải là bồ công anh là thần dược, thì Trinh muốn các anh chị nó phải qua việc phối hợp của nhiều thứ ở trong cơ thể của mình. Cho các chị nghe đừng nói bắt đầu ngày mai chạy đi kiếm bồ công anh khắp mọi nơi rồi uống bồ công anh mọi ngày, các chị cũng sẽ bị ngộ độc cái bồ công anh, các chị cũng chết vì bồ công anh, nhớ nha. Cho nó phải chia ra thử chảnh chu như cái gì thôi, chán như con gián mới đúng đúng không, còn già như trái cà, để mình suy nghĩ tiếp còn những cái ngôn từ gì nói tiếp với các chị, ok. Cho nên cái bảo bồ công anh có nhiều người hỏi là đi mua bột bồ công anh, mua cái gì sấy bồ công anh hay là trà bồ công anh. Đối với thầy Trinh thì không phải là sở trường của mình không có chủ trương mình ở chương trình xanh lên vịnh xuống, là mình muốn anh chị ép lấy nước ở trong cái rau củ ra để mà uống, nó hoàn toàn khác biệt với những cái cơ chế mà nó, cả cái chị mua xà sấy này nọ, nó trở giống như là thuốc nam và thuốc tây, thuốc đông 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 y và tây y rồi. Và sẵn mình đứng ở đây mình phối hợp giữa đông giữa khoa học tân tiến và cổ xưa, không phải là thuốc bắc bây giờ là hiệu quả hay thuốc nam là hiệu quả đâu. Mình thấy rất nhiều người dùng thuốc nam rồi hư nguyên cái gan và banh nguyên cái mặt, dùng thuốc bắc xong rồi hư hết ruột gan phải phổi, ok. Ngày cái chị nói là chúng ta đang ở thế kỷ 21, chúng ta không phải ở thế kỷ 10, 11, 12, 13 của ngày xưa nữa. Tại ngày xưa là khoa học chưa có tân tiến, cho chúng ta ép này ra dĩ nhiên nó có cái hiệu quả, nhưng mà nó có nhiều cái tác dụng phụ lắm mình không biết. Nhưng mà khoa học càng ngày càng tân tiến, chúng ta có sự phối hợp, trên phối hợp nó sẽ tốt hơn nhiều, ok. Cho chúng ta sống ở thời đại của thế kỷ 21 chứ không phải là thời đại của bảo đại còn ở trùng, ok các chị ha. Cho nên mình không muốn anh chị dùng thuốc nam hay thuốc bắc nữa. Đó là về cái dĩ nhiên lập trường của mọi người khác, và đó là suy nghĩ của mình, ok. Cho nên các chị đừng bao giờ mà chạy đi mua bồ công anh bột hay là trà các anh chị uống, các anh chị nói giống, chẳng hạn như tiểu đường, một số các anh chị dùng khổ qua, nhánh khổ qua hay là hạt khổ qua bao nhiêu năm nay có kết quả không? Không, là vì các chị không còn tác dụng nữa, mà khi không có tác dụng thì nó không kết quả.
Cho nên khổ qua mà tiểu đường mà một số các anh chị dùng có kết quả là bởi vì theo cách của mình nó mới có kết quả, là ăn nước. Nhớ em, chị phải nhớ là các chị biết không, gọi là uống nước phải không, mình là ăn nước. Ăn nước các chị phải hiểu ngôn từ nó đi sâu xa hơn, có nghĩa là tất cả những rau củ quả mình có nước ở trong đó, là những cái nước này là những cái loại vitamin. Và mình ép, thay vì mình ngồi mình nhai chúng ta không thể nào ăn nổi, chúng ta ăn nước, chúng ta ép lấy cái nước ra uống, cho nên gọi là ăn nước. Rồi màu xanh chúng ta ực vô ta gọi là uống xanh. Cho nên trên đặt có lý do là ăn nước uống xanh, chứ phải tự nhiên các chị phải suy nghĩ nha. Ăn nước uống xanh, rồi xanh mà lên thì bệnh xuống. Ok, ở trên đó là cái chị muốn gia đình. Thì Trinh sẽ lặp lại, mình nói rất là nhiều nhưng mình sẽ lặp lại. Mình biết là rất có nhiều người mới vừa tham gia cái chương trình của thầy Trinh, ăn ép sẽ sinh tố, không có kết quả, giống như là ép. Nhớ nha, thầy Trinh lặp lại nè. Sống nó sẽ có ba dạng. Sống là ngồi nhai sống, ngồi nhai sống như thỏ vậy đó, cắn ra cắn vô nữa, nhai sống nè. Ok, ăn sống nè. Rồi ăn sống, ăn sống hết nổi này không? Không, các anh chị ăn sống chút xíu và trời nó đắng quá ăn sao nổi. Cho nên ăn sống chúng ta sẽ không bao giờ ăn nổi. Rồi còn nhiều người lớn tuổi không có răng lấy gì ăn. Ok, cho nên ăn sống luôn, ăn hết cái này hết á, không nổi đâu, không ăn nổi hết. Chính vì vậy các anh chị đâu đưa được hàm lượng đầy đủ với cơ thể, là một cách là ăn sống. Hai là các anh chị xây sinh tố, lấy hết xây. Các anh chị nghĩ xây cái này máy này sao chứa nổi đống xây tố này. Khi các anh chị xây sinh tố chị biết là hứ chút ra một ly đầy luôn, trên rốt cuộc cái gì đưa vô cơ thể cũng không có nhiều luôn. Các chị hiểu mình nói chưa? Ăn sống là tốt, nhưng mà cái gì khác ăn được bao nhiêu, nhúm nhỏ là hết rồi, không nổi nữa. Xây tố cũng vậy, một đống này các chị xây tố uống được 10 người, trong khi các chị ép xuống có mình chị đúng rồi, đó là sự khác biệt. Cho lặp lại ha, sống có 3 loại: ăn sống, xây tố và ép lấy nước. Ép lấy nước nha, tức là phải qua cái máy ép lấy nước. Cho thầy cho nói lại ha, ép lấy nước thì nó mới có kết quả. Ok, còn các anh chị sấy khô làm cái trò gì đó, ok, thì nó không phải là sở trường của thầy Trinh và mình không có khuyến khích các anh chị. Đấy. Cho nên ép lấy nước là cách tốt nhất, cho nên sự khác biệt. Ok, nó không bao giờ cho những người hỏi mình giải thích luôn bữa nay lần nữa cho anh chị. Còn chín thì nó sẽ có 3 dạng. Dạng thứ nhất có nghĩa là cái gì, nấu chín, nấu canh hay nấu chín là một dạng. Dạng thứ hai là các anh chị luộc. Ok, dạng thứ ba là các anh chị hấp. Thì trong 3 dạng này thì hấp nó sẽ tốt hơn là luộc. Luộc nó sẽ đỡ hơn là nấu, nhưng mà vẫn xấu hơn là chúng ta làm sống. Và trong dạng sống thì cái nào tốt nhất chị nhớ nha, thì Trinh sẽ cho trắc nghiệm nè. Có hai loại ăn, ăn sống và ăn chín. Sống kiểu nào tốt nhất thì sống là ép lấy nước là tốt nhất, đúng không? Rồi sinh tố mới là nhì, cũng chưa hẳn. Giá sinh tố là nhì, rồi bắt đầu tới ăn ngay sống, đúng không, là ba. Còn bên đây thì nấu chín, chín thì có ba loại, thì là hấp là tốt nhất, rồi tới luộc, rồi tới nấu, các chị hiểu không? Cho nên ép lấy nước nha, các chị hiểu cái ngôn từ của mình, đó là việc đầu tiên. Ok, mình nói rồi cái này, mình nói về cái mặt mũi trên Facebook, mình nói về cái rồi. Các bạn thích uống xanh không? Thích. Còn câu nữa ha. Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được. Con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi. Cho nên khi các anh chị uống xanh cái gì khỏe mà các anh chị không chia sẻ với mọi người thì các anh chị cũng vẫn không khỏe lắm. Ok, cho nên muốn cho khỏe được, đúng không, mình uống vô cơ thể mình khỏe nhưng phải cho đi, có nghĩa là các anh chị phải hướng dẫn giúp đỡ cho những người kế bên. Ok, cho họ thấy được cái tầm quan trọng của sức khỏe. Ok, cho nên trí tuệ nhờ giàu lên nhờ cái để đọc được, có nghĩa là chúng ta có hận nhận được, cho nên chúng ta học hỏi là cái mà chúng ta học hỏi để chúng ta có thể có được trí tuệ. Nhưng mà con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi, cho nên thì Trinh nhờ mình được khỏe trái tim. Các anh chị muốn kho hết bị huyết áp không, hết bị tai biến mạch máu não không, cho càng nhiều đi, trong nhà có bao nhiêu tiền đem ra cho hết đi. Ok, là các anh chị sẽ khỏe liền. Okay, bởi vì con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi. Ok, cho nhà ở nhà có gì các anh chị muốn lấy gì mình cho hết á. Ok, trên cái việc là lấy, cho nên mình nói đùa nhưng mà thật sự nó là như vậy. Ok, cho nên khi các anh chị cho ra sẽ là người hạnh phúc nhất, mà mình có thể nói là mình người hạnh phúc nhất ở trên thế giới này. Ok, bởi vì những cái gì mình đang làm và những cái gì mình thấy được, những người rớt nước mắt cảm ơn mình, các chị không cần phải cảm ơn mình đâu, bởi vì mình chỉ lấy hết tất cả những cái sách vở của những người xưa, của những thần y, của Hippocrates, của những người đi trước mình, họ viết, họ nghiên cứu, họ để vào sách và phối hợp với những cái gì mình quan sát. Và gần đây mình thấy một số bạn bè của mình bị một số bệnh và mình muốn đem cái đó ứng dụng với khoa học của mình để mình giúp cho mọi người.
Ok, cho nên cái gì uống xanh, cái gì tốt, cái gì khỏe, cái gì hãy lan tỏa và giúp cho những người thân của mình. Ok, để giúp cho mọi người có ý thức để bảo vệ sức khỏe, đó là điều quan trọng. Ok, rồi mình cũng bị mất ngủ mấy ngày vì cái vụ này đây. Ok, để nói sao đây. Ok, đó là những điều cơ bản để nhắc các chị rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về tới cái gì mình có ghi xuống đây. Hôm nay thì công thức của Thùy Trinh nó sẽ dễ lắm. Cái này cho những người bị suy giáp. Ngày mai Thùy Trinh sẽ làm công thức cho những người bị cường giáp. Ok, cho nên những người bị suy giáp tức là những người bị thiếu chất iodine. Ok, thường thường còn cái chị nó bú cổ á, thì nó sẽ trường hợp bú cổ rất phức tạp. Bú cổ là nó có nhiều loại, trên bú cổ chỉ là nói chung thôi, nó có loại nhiều thứ. Còn thường thường thì ở Mỹ nó gọi là hyper với là hypo. Ok, bây giờ thì Trinh cần các anh chị giúp mình đặt tên nè. Cái này là do suy giáp á, cho nên là thiếu chất iodine, thì tức là Việt Nam gọi là thiếu chất iốt. Cho nên xanh lên giáp khỏe hay là xanh lên giáp ổn mình cũng đang chưa biết dùng chữ nào, hay là xanh lên giáp ổn 1, giáp ổn 2, tại vì nó có tức là bị cường giáp thì mình sẽ làm cho nó xuống trở lại thì nó ổn. Rồi suy giáp thì mình làm cho nó tăng lên trở lại cho nó ổn. Cho nên xanh lên giáp ổn thì sẽ bị lộn, cho người cường giáp sẽ uống của người suy giáp và người suy giáp uống của người cường giáp. Cho nên đang suy nghĩ cái tên chưa đặt ra. Ok, cho nên ai có cái tên hay thì cho thì Trinh. Ok, xanh vô sao? Xanh vô giáp khỏe. Chưa suy nghĩ ra. Ok, đại khái là vậy đi ha. Rất gì nào giúp cho nên thì hôm nay thì Trinh sẽ nói về vấn đề là bị suy giáp. Suy giáp có nghĩa là các chị bị thiếu chất, tức là ở cổ mình đó có cái thyroid. Ok, thyroid tiếng Việt là gì, có ai giúp mình được tên tiếng Việt không vậy ta? Thyroid là gì vậy? Tuyến giáp, thyroid là tuyến giáp. Và cái tuyến giáp của mình là nơi nó sẽ tiết tố, nên là nó là thuộc về nội tiết tố và nó tiết ra những chất hormone. Ok, và khi các anh chị nó có hai loại, các anh chị bị thiếu cái iốt. Ok, thì nó gọi là underactive, tức là không có hoạt động được, cho nên gọi là hypo, tức là suy. Còn nếu các anh chị mà bị tăng cái chất hormone nhiều quá, cái iốt các anh chị nhiều quá, thì nó sẽ là cường giáp. Hôm nay thì trên chủ đề mình nói về thì trên không đi sâu, bởi vì đi sâu thêm một cái topic riêng. Hôm nay thì trên cho các anh chị cái màu xanh nào để giúp cho những người đang bị suy giáp. Thường thường ở Việt Nam thì bị cường giáp nhiều, bị dư chất iốt. Còn ở bên Mỹ thì thường thường là thống kê là khoảng 5%, tức là trong 100 người thì sẽ có 5 người bị. Ở trong đó có mẹ của mình và có dì thứ 9 của mình là bị suy giáp. Suy giáp tức là uống thuốc để mà cho nó tăng cái chất iốt lên á. Nhưng mà giờ thì không còn uống thuốc nữa, tức là dùng dinh dưỡng rồi quan sát. Nó cũng không có nguy hiểm tới tính mạng. Suy giáp nó không có sinh nguyễn, suy nguy hiểm tới tính mạng. Nó chỉ làm cho mình cảm thấy là bị thường thường những người bị suy giáp là thiếu chất iốt đó chị ha. Thiếu suy giáp thì nó làm cho mình bị chậm cái quá trình trao đổi chất, và khi chậm cái quá trình trao đổi chất thì nó làm cho anh chị bị tăng cân. Bởi vì metabolism tức là trao đổi chất không có thì các anh chị sẽ bị tăng cân, mệt mỏi, và thường thường là cái người đó bị trầm cảm. Ok, rất là bị trầm cảm. Ok, và nó rất là phổ biến hơn là cường giáp. Ok, và nó phổ biến ở phụ nữ. Dĩ nhiên đi vào khoa học thì nó còn có lý do của nó nữa. Như thì chị nói những cái sơ đó cho các anh chị biết. Cảm thấy là người nó suy nhược. Ok, còn cường giáp thì cái người đó nó ăn nhiều, ốm. Còn cái người mà suy giáp thường thường mập. Ok, biến chứng sẽ làm cho bị mập. Ok, và dĩ nếu các anh chị phối hợp cái nước xanh của mình á, cái anh chị phối hợp với nước xanh của Thùy Trinh, dĩ nhiên nó bắt đầu từ bệnh tự miễn, tức là cái cơ thể mình tự phân tự diệt với nhau. Cho thật sự nếu các anh chị mà đi theo cái chương trình xanh này, phối hợp với ăn uống ngủ đầy đủ á, thì các anh chị cũng có cái khả năng hết cái suy giáp. Ok, còn các anh chị nào hỏi về cường giáp và bú cổ thì các anh chị hãy cho mình biết, tại bú cổ mình thì mình chỉ nói chung chung thôi, trên mình thì chỉ tập trung vào cái cường giáp và cái suy giáp. Dĩ nhiên cái này thì các anh chị cần phải đi bác sĩ về nội bên nội tiết tố á, để họ giúp cho các anh chị, tại đôi lúc có những cái này thuộc về di truyền. Ok, cho nên không phải nước xanh nó không phải là chữa hết tất cả mọi thứ. Ok, cho nên đó là cái chủ đề mà mình đang muốn cho các anh chị hiểu. Ok, còn gì mình muốn nhắn gọi nữa trước khi mình xanh vào suy giáp ra. Ôi, cái tên nó không hay, tên nó quê quá. Tên nó quê quá. Ok. Ok, cho nên nó thường thường là nó là cái bệnh suy giáp từ miệng, nó gọi là Hashimoto.
Ok, ở Việt Nam các chị nghe đúng không? Rồi Bushido là cường giáp con Hashimoto và từ đó nó gọi là cho tự miễn. Ok, trên công thức này thì Trinh sẽ cho các anh chị tăng cái iốt, và những công thức này người bình thường cũng dùng được, còn người suy giáp á, thì các anh chị nên thêm nó vô hàng ngày để giúp. Dĩ nhiên các chị sẽ có thuốc của bác sĩ cho, và thật sự nếu các anh chị giống như mình nói là các anh chị theo đúng cái chương trình xanh của thầy Trinh, rồi các anh chị dùng đúng là cái bệnh tự miễn nó cũng sẽ từ từ hết. Và từ từ hết thì cái suy giáp nó cũng, cái cường giáp nó cũng hết, xanh vào suy giáp ra không được, không hay. Ok, mình đang suy nghĩ thì đó là một trong những cái mà có thể giúp cho các anh chị. Alright, thì công thức ngày hôm nay thì nó ai trả bài được cho thầy Trinh thì trả, thì để vô nha, coi giống công thức gì nha. Khá giống giống nè. Thứ nhất thì Trinh sẽ có một bó watercress, có nghĩa là một bó xà lách son. Ở Việt Nam có xà lách son chứ hả? Rẻ tiền mà rẻ như bèo, ô rẻ hơn bèo mới đúng. Xong rồi phải có hạt chia. Ở Việt Nam có chia không? Cái này phải có công thức, phải có hạt chia ha. Phải có hạt chia. Có dưa leo, chanh và gừng, đơn giản như thôi. Các anh chị nào mà bị suy giáp á, thì các anh chị có thể nhắn riêng với mình, bởi vì suy giáp thì các anh chị có thể dùng thêm một số vài vitamin để hỗ trợ là B complex, và các anh chị có thể dùng dầu cá, và dĩ nhiên có những cái công thức nó sẽ tốt hơn cho các anh chị nữa, mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị. Ok, nhưng mà nếu dùng cái công thức này thay đổi qua lại nó sẽ tốt. Rồi đó là cho công thức suy giáp. Ngày mai thì mình sẽ nói về cường giáp. Ngày mai là thứ mấy? Ngày mai là chủ nhật, mình sẽ nói về cường giáp. Thứ hai, đang suy nghĩ thứ hai nói gì. Thứ hai có thể thì Trinh sẽ làm thứ hai thì Trinh sẽ làm về mỡ cholesterol á. Dĩ nhiên có công thức cholesterol rồi, nhưng mình sẽ nhấn mạnh tại một số các chị bị có cholesterol. Rồi thứ ba thì là tổng tiến công của tất cả mọi thứ. Ok, rồi còn cái sỏi mà đi ra, sỏi thận mà cái để các chị khỏi bị phẫu thuật á, thì Trinh sẽ làm sao cho tuần tới, mình sẽ làm cho các chị, không có lo, bởi vì những cái này các chị đủ đủ cũng đủ, đủ là đủ đỡ tốt cho các chị rồi. Chỉ có tại cái công thức sỏi thì Trinh làm thì các chị ở nước ngoài làm được, sợ Việt Nam không có đủ đồ để làm, nhưng mà cái đó nó sẽ làm cho sỏi các chị văng ra ngoài hết, để khỏi mất công phải xong lấy cái đó chọi người ta thấy sỏi thận nó rớt ra ngoài, xong lấy cục sỏi đó ai mà cà chớn chọi nó. Ok. Cái xanh vô giáp giảm, đang suy nghĩ nữa, không không biết. Ok, để suy nghĩ, để suy nghĩ. Ok, ai có cơ đầu hay cho mình. Ok, cho nên cái công thức đó thì Trinh có thể từng tới Trinh sẽ cho các anh chị, để các anh chị có để trong tủ lạnh á, ở trong nhà mình nên có một cái chai như vậy cho tủ lạnh, rồi cứ khoảng tuần mình uống khoảng một chung nhỏ nhỏ gì nè, để giúp cho cái thận nó sạch sẽ, nó thấy thận mình nó làm việc và nó có những chất dơ trong đó đó, cho nên mình sạch, cho sạch cái thận nó sẽ giúp cho anh chị rất là nhiều. Cho mình sẽ cho công thức đó sớm. Ok, thì đó là như vậy. Nhưng mà đón cái chương trình ngày 28 tháng 2, ok, là chương trình cuối cùng của chương trình live. Dĩ nhiên mình vẫn tiếp tục live một tháng, một tuần một lần cho các anh chị. Alright. Rồi, để tiếp tục. Ngày mai là ngày chủ nhật. Để coi lịch của mình sao đi hứa bậy không vậy trời. Tức là hăng nồng, thấy nhiều tim quá thì càng hứa nhiều. Cho càng nhiều tim là các anh chị sẽ, các anh chị cho mình nhiều tim là mình làm thấy nhiều cho các anh chị đó. Ok, ngày mai, tối mai 8 giờ rưỡi ở tại Chicago, có nghĩa là 9 giờ rưỡi sáng ở tại Việt Nam của ngày thứ hai ha. Lặp lại nha, tối mai thì có một chương trình live trực tiếp thì trên, để các anh chị hỏi những câu hỏi, cho nếu có câu hỏi thì các anh chị có thể nhắn vô tin nhắn cho mình. Ok, để thì Trinh sẽ lấy những câu hỏi đó và Trinh sẽ trả lời cho các anh chị, bởi vì quá nhiều câu hỏi, và nếu trả lời cho một người á, thì nếu trả lời riêng á thì chỉ có người đó biết thôi. Cho nên nếu các anh chị có câu hỏi thì các anh chị nhắn cho thì Trinh, để thì Trinh gom hết tất cả những câu hỏi lại. Ok, thì Trinh gom những câu hỏi lại, rồi ngày mai lúc mà chương trình live mà hỏi đáp á, thì ngồi trà đàm với mình đó, ai muốn thích uống trà thì uống trà chung với mình. Ok, uống trà qua mạng, gọi là uống trà online. Ok, thì Trinh sẽ trả lời những câu hỏi đó, tại vì trả lời câu hỏi A, tại có người hỏi bị tiền mãn kinh, bây giờ cảm thấy người bứt rứt khó chịu quá, uống thế nào thì mình sẽ nói cho anh chị nghe. Ok, sẵn trả bài cho một số các anh chị luôn, một số các anh chị trả bài cho mình luôn. Ok, cho nên trả lời một câu hỏi thì người khác sẽ biết luôn, đó là một cái chương trình. Mình sẽ làm một cái lúc có ai châu Âu muốn không? Châu Âu muốn thì nếu châu Âu muốn thì châu Âu thả tim nha. Nếu châu Âu muốn thì mình sẽ làm một cái buổi trưa, tức là khoảng 3 giờ ở chủ nhật ở bên Mỹ. Ủa, chủ nhật mình có đi đâu chơi là chưa coi lịch nữa. Hello Má Thi, má khỏe không? Lâu quá không gặp má mày nha. Cho nên nếu các anh chị nào mà chủ cái 3 giờ, 3 giờ thì Trinh sẽ làm một cái live cho châu Âu, Liên Xô,
Pháp, Đức, Bỉ, Úc, đâu đâu có về Úc hôm nay đúng không? Cho các anh chị lúc 3 giờ, có nghĩa là 3 giờ là khoảng 6 giờ, 9 giờ tối của châu Âu. Giờ đó các anh chị là có thể nghe chương trình này xong rồi đi ngủ cũng được, cho nên có thể mình sẽ giúp nếu các anh chị muốn. Ok, thì sẽ là chủ nhật sẽ có hai chương trình live hỏi và trả lời, cho nên nếu có câu hỏi các anh chị gom hết mình sẽ trả lời cùng lúc cho các anh chị. Ok, còn nếu các anh chị nào có những cái kết quả trong 25 ngày, các anh chị nhắn riêng cho mình, các anh chị dùng như thế nào, công thức nào các anh chị dùng và kết quả như thế nào, để thì Trinh có thể chia sẻ cho mọi người, bởi vì cùng giúp cho mọi người được khỏe mạnh. Bởi vì mục đích của thầy Trinh là giúp các anh chị vứt bỏ hết tất cả những cái thuốc đặc trị ở trong nhà các anh chị vô thùng rác. Ok, cho nên gửi cho thầy Trinh, mình sẽ chia sẻ giúp cho mọi người khác. Ok, và nhớ ha, con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi. Ok, cho nên hãy cho nhiều nhiều đi ha. Alright, yeah, 9 giờ bên Pháp là đã ok đúng không? Alright, rồi bây giờ thì công thức sẽ gồm có xà lách son ở bên châu Âu có không ha? Xà lách son một bó, hỏi hạt chia sẽ là hai muỗng cà phê, hai muỗng ăn canh nha, dưa leo hai trái, chanh một nửa trái với lại gừng. Ok, công thức này là cho những người bị suy giáp và cái chỉ cứ pha uống, còn người người bình thường vẫn có thể dùng. Ok, mình biết được phong một người bạn ở tại bên Anh Quốc, ở bên Pháp, kheo rất là mắc và hạt chia cũng rất là mắc. Ok, mình đang suy nghĩ, ok, mình thời gian chưa có cái lịch đi Pháp. Ok, tại mình đi Pháp nhiều lần rồi cho mình chưa có lịch đi Pháp nữa. Nếu có đi ai mà uống xanh thì có thể thì Trinh sẽ đóng một thùng đem hạt chia tặng cho các bạn. Ok, bên đây nó rẻ, không nó so với ở nước ngoài thì nó rẻ. Một số các chị bên Anh Quốc thì có, hoặc các anh chị có thể mua từ có ai quen bên Anh á, 500 ra gì bắt chữ vậy đó hả? Như cái bịch này của mình nhiêu tiền, organic đàng hoàng, này là một ký, một ký này có bao nhiêu, 10 đô và 11 12 đô à. Ok, cho nên mình sẽ này tùy duyên ha, tùy duyên. Ai thôi vậy đi, ai trả bài được mình sẽ tặng cho thằng bịch chia. Cho nên tháng tư trên đây diễn mình không có qua bên hướng đó, tại tưởng mình đi Pháp thì có thể mình bưng bộ một cái vali cho các anh chị, còn một cái vali hạt chia với lại bồ công anh cho các anh chị. Nhưng mà chưa có dịp đi để suy nghĩ. Alright. Ok, rồi vậy đi ha. Bây giờ thì tiếp tục chương trình. Mở lên, chúng ta sẽ có xà lách son, là các chị biết được không? Các chị biết xà lách son phải không? Ok. Ok này ha. Dưa leo. Dưa leo. Chanh. Gừng. Ok, với lại hạt chia anh chị pha chung vô cái chị dùng. Nhớ nha, lý do thì Trinh chọn chanh với gừng là nó có lý do của nó. Gửi bưu điện hả chị? Ok, cho địa chỉ đi rồi em gửi cho chị. Lý do thì Trinh để chanh với gừng á là bởi vì cái công thức của thầy Trinh là có dưa leo, chanh với gừng. Có một số nó thuộc về âm âm và dương, nó thuộc về thực dưỡng. Nó âm nó là lạnh. Rồi dương là nó thuộc về nóng á, phải không? Để đọc lại coi, nó thuộc về hàn, hàn là dương, thì gừng nó thuộc về dương, còn dưa leo nó thuộc về, đó là dương gian đó. Dĩ nhiên này nó mình không có đi theo hẳn 100%, nhưng mà chúng ta phối hợp chút xíu, cho nên ta phải có miếng gừng ở trong đó với lại miếng chanh. Thật sự công thức của thầy trên ngày hôm qua mà cho một số công thức mà cho lép bao tử á, anh chị có thể uống sau khi ăn, thì những công thức này rất là tốt, thậm chí cho những người đang bị loét bao tử gừng với lại chanh cũng rất là tốt. Nhưng mà nếu các chị chưa quen mà phải có nghệ, nhớ nha, không được dùng nghệ chung với mật ong, thì anh chị dùng đừng có chế mật ong đây. Thì khi các chị uống này một thời gian nó sẽ tốt, nhưng mà nếu mới bắt đầu mà loét nặng á, giống như chồng của chị Như á, thì có thể bỏ gừng với lại chanh ra, nhưng mà uống liền đừng có pha trong vòng mà lâu quá, bởi vì khi bỏ hai thứ này ra thì cái chất cái nước ép này sẽ không còn công hiệu giống như là có chanh với gừng. Ok. Cho nên nếu mà cho trường hợp của chồng chị á, mà ép là cho uống liền, đừng có để 72 tiếng. Tại vì có chanh với có gừng á, thì các anh chị để 72 tiếng nó sẽ an toàn, nó tốt và nó có hiệu quả. Cho nên những ai siêng thì có thể ép mỗi ngày, còn nếu không siêng thì các anh chị có thể ép 3 cho được 72 tiếng. Ok, cho nên trường hợp của chồng chị mà nếu mà sợ chanh với gừng á, thì tạm thời nó có thể lấy ra.
nhưng mà uống liền tại chỗ, đừng có để lâu quá. Ok, rồi từ từ khi mà quen được rồi bắt đầu có thể thả chanh với gừng trở lại thì nó sẽ tốt cho cơ thể hơn, bởi vì nó có đủ âm dương trong cơ thể. Ok, rồi thì giờ thì Trinh sẽ bỏ vô làm watercress. Ok, chuẩn bị uống. Ok, cái này có thể cho nó ra được khoảng 700 ml, nó ra được 700 ml. Ok, các anh chị nếu mà thích thì có thể bỏ thêm dưa leo vô. Ok, dưa leo rất là tốt. Ok, dưa leo cực tốt, dưa leo rẻ tiền nữa, các anh chị có thể thêm dưa leo, đừng có làm loãng quá. Ok, nhưng mà các anh chị có thể một bó, để ngồi trên xem lại cái bó xà lách xoong này là bao nhiêu ký, hình như chắc khoảng 2 pound quá, ký quá, cỡ 1 ký không, thì Trinh xác định lại ha. Rồi hạt chia và 2 muỗng cà phê, khi 2 muỗng ăn canh, khi nào uống thì bỏ hạt chia, phải có hạt chia nha. Những cái trường hợp kia là trên không, nhưng mà cái này nó sẽ giúp là phải có hạt chia, nó mới hỗ hỗ trợ tốt cho cái suy giáp. Người không suy giáp dùng được không? Được. Ok, người bị người không suy giáp dùng được ha. Còn bây giờ là người cường giáp dùng được không? Không nhớ ha. Người bị cường giáp thì phải cử watercress, nhớ nha. Trên những anh chị nào bị cường giáp á, thì cái công thức nào của thầy Trinh có xà lách son á, thì các anh chị phải bỏ ra, nhớ nha. Những công thức của mình, dĩ nhiên nếu các chị mà bị cường giáp mà bị phổi luôn thì Trinh chị thua. Bởi vì hen sàn xuyển, hen xuyển mà bị đàm, bị họ khò khè thì phải dùng xà lách son, mà hen hiển khò khè mà bị cường giáp nữa thì tôi chịu thua, tôi không có cách cứu bạn đâu, đúng không? Là bởi vì cường giáp thì là cử xà lách son, mà hen xuyển thì cần cả lách son. Chị thì sao giờ? Không chịu thua. Ok, cho nó ra cỡ này thì Trinh sẽ bỏ vô uống. Em mới thấy được cái giá trị của sức khỏe. Khi mình khỏe mạnh thì mình uống cái gì cũng được hết, khi mình khỏe mạnh mình ăn cái gì cũng được hết. Nói như vậy không phải là ngày mai đi ra mua thịt heo bà rọi hay quay ăn nha. Ok, một ly vừa khỏe vừa xanh, xanh lên bệnh suốt. Ok, vừa khỏe, ok, cho gan nó cười, cho mắt nó hiếp, ok, cho bao tử nó hát, có gì nữa, ok, cho giáp nó ổn, cho bao tử nó hát, cho giáp nó ổn,
để suy nghĩ coi. Rồi các chị ha, đây là một cái ly rất là thơm ngon của rẻ. Ok, vậy mình uống cho em xem. Đây, ngon quá. Chưa lại thôi còn sụp hình nữa. Bữa nào làm xong với các bạn mình phải uống thành 2 ly đó. Tại ngồi uống hồi quên, quên uống xong rồi cái ô chưa chụp hình. Cho nó phải chế vô rồi ra uống thêm ly chụp hình nữa. Cho răng nó nha, đúng rồi đó. Ok, cho giáp nó khỏe, cho bụng, cho bao tử nó hát, cho giáp nó khỏe, cho răng nó nha. Đâu đấy? Đó là cái công thức cho suy giáp tăng iodine trên người cường giáp. Thì các anh chị cử cái watercress. Alright. Rồi còn gì để nhắc nhở các anh chị trước khi mình kết thúc chương trình nè. Cái chúc các anh chị ở châu Âu ngủ ngon. Chúc các anh chị ở Việt Nam. Ủa châu Âu chưa ngủ đâu ha. Chúc các anh chị ở Việt Nam ngủ ngon. Chúc các anh chị ở châu Âu có một buổi chiều thứ bảy tuyệt vời. Chúc các bạn ở Mỹ có một ngày tuyệt vời. Hẹn gặp các anh chị vào ngày mai. Ngày mai sẽ là cường giáp. Ok. Một chút nữa thì Trinh sẽ không biết có đủ thời gian mình đi chợ không. Nếu mà đi chợ mình sẽ cho các anh chị xem organic ở đây như thế nào. Mình sẽ thâu cho các anh chị xem. Ok. Nhưng mà không hứa trước nha. Ok. Mình còn đi mua. Mình phải đi chắc bữa nay phải đi chợ. Mình phải ra quân sức chiêu để đi tìm mấy hôm nay để thử mình đi không à. Ok. Cho nên hôm nay mình phải sức chiêu ra ngoài kia coi có cây cỏ lạ gì hay không. Đúng không? Mình mới làm cho ngày ngày mình đang ngồi ghi xuống cái công thức cho ngày thứ ba. Ok, nhưng mà phải đi ra ngoài tìm cái có cây cỏ lạ gì nhát vô chung cho các bạn. Ok. Alright. Một lần nữa, I love you all. Nhớ nha, nó khỏe, nó trẻ, nó đẹp. Nhưng mà nếu chúng ta không share đi là chúng ta là ích kỷ. Ok, cho người không ích kỷ là người phải share cho mọi người rồi cùng khỏe với mình. Cho nên con tim nó giàu lên nhờ mình cho ra. Cho nên cho nhiều nhiều, thả tim nhiều nhiều. Ok, I love you all. Hẹn gặp các chị vào ngày mai. Ngày mai thì Trinh sẽ nhắn cho các anh chị giờ, bởi vì cuối mấy hôm nay giờ của mình nó hơi bị lệch chút xíu. Thì Trinh sẽ nhắn cho các anh chị cái giờ mình làm cái live cho cái cường giáp. Ok, nhưng mà thì Trinh sẽ có hai cái show hỏi và trả lời cho các anh chị vào ngày mai. Alright, mình sẽ nhắn lên đó. Các anh chị nên có câu hỏi các anh chị nên inbox cho mình trước. Ok, số điện thoại thì Trinh là 86047166999. Các anh chị nào dùng Viber ở nước ngoài á, các anh chị gọi nhắn cho mình trong Viber là tiện nhất. Lặp lại ha, 860-471-6699. Ai ở nước ngoài mà không Facebook được thì Trinh á, thì nhắn vô Viber. Ok, nhắn vô Viber với câu hỏi của anh chị thì Trinh sẽ gom hết câu hỏi này trả lời cùng một lúc vào ngày mai cho hai chương trình buổi trưa và buổi tối. Alright. Alright. Đó là cái ở nước ngoài, còn ở trong nước Mỹ thì inbox ở trong Facebook. Vậy đi ha. Alright. Love you. Ngủ ngon. Bây giờ mình uống tiếp rồi mình đi. À quay hold on. Chưa ha. Nhớ cho các chị nha, những cái bả này các chị đừng có dục, mình sẽ chỉ ngày hôm qua mình ăn cái tô bún riêu, chị Sưng thấy có hai chị ở trên Facebook thấy hỏi mình ăn cái gì và một cái chị đấy. Mình nấu bún riêu, ngày hôm qua mình ăn bún riêu đâu còn không ta? Tủ lạnh còn không vậy? Đâu rồi? Đây hả? Đây, còn dư lại của tô bún riêu. Đây là gì? Tức là Trinh ăn hết từ trong ra ngoài, ăn luôn xương của nó luôn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là rau củ quả đúng không? Ép uống lấy xác của nó ra nấu súp luôn. Ok, tức là không có chừa gì hết á. Ok. Đã nói rau củ quả tốt mà các chị đã thấy là quy số rồi. Cho nên cái bã này, các chị thấy cái bã trong cái thùng của mình đúng không? Ba cách. Những cái nào các chị gọt vỏ rồi thì chị ép á thì các chị còn lại á thì lấy ra nấu súp rất ngon, dùng với chicken broth hay là các chị ôi tuyệt vời luôn, súp sạch sạch á, rất là ngon ha. Có thể bỏ thêm nếu chị ăn khoai lang đỏ đó, cái chị nấu chung cái chị làm súp tuyệt vời gọi luôn. Ok, không bỏ bất cứ nào hết. Còn bả hạnh nhân á hả, bầm xác nó ra nấu riêu rất là ngon. Ok, nhưng mà ăn bún ít rau nhiều, bởi vì bún là không có tốt, bún là có quá chất, bún là có chất để làm cho nó trắng, cho nên bún sẽ làm ung thư. Ok, cho nên phải cái cách ăn thông minh. Hôm nào thì Trinh sẽ chỉ cho các chị ăn bún, cho nên bún của mình không phải là bún mà các chị ăn đâu. Ok, bún của mình là bún đặc biệt. Cho nên các chị lấy cái bã của hạnh nhân nấu súp rất tuyệt vời, đừng waste, đừng có phí. Đó là ăn thông minh là ăn đủ, ăn đúng, ăn ngon, ăn sạch và ăn có tiết kiệm. Ok, cho nên không chừa nào hết á. Còn dư nữa ngán gì đem ra ngoài bón phân,
trồng kheo, lấy đó trồng lên kheo, lấy đó trồng bộ công an, ok, cho nên tận dụng triệt để, không chừa gì hết, ok, đưa vô bụng Thùy Trinh là tao dai luôn xương, alright, ok, nấu súp nha, nấu súp làm đủ thứ trò hết, bữa đó, ok, I love you, bye bye.